Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Đây là Samsung Galaxy Z6 cộng, một sản phẩm tầm trung giá rẻ nằm trong khúc hơn 4 triệu của nhà Samsung, nhưng chúng ta lại có rất nhiều các thứ cao cấp cũng như là tính năng cao cấp trên chiếc máy này. Vậy thì những cái tính năng cũng như là những thứ đó là gì thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ trong video này nhé. Cảm ơn Sephora đã hỗ trợ mình sản phẩm Samsung Galaxy Z6 cộng để thực hiện video này. Cái điểm cao cấp đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy trên chiếc Samsung Galaxy Z6 cộng này đó chính đến từ thiết kế. Khi mà chúng ta sẽ có phần khung viền giả kim loại và mặt lưng giả mặt kính thì các bạn sẽ thấy rằng với thiết kế này chúng ta sẽ có một cái gì đó nó rất là bóng bẩy và mang hơi hướng của dòng A trên chiếc máy này. Và nếu như các bạn không cầm vào thì các bạn cũng không biết rằng chiếc máy này nó thiết kế từ kim loại và kính thật hay là từ kim loại và kính giả đâu. Và cái thiết kế từ nhựa như này nó cũng là một cái điểm cộng của chiếc Samsung Galaxy Z6 cộng, giúp cho chúng ta trong quá trình sử dụng có nhỡ tay làm rơi thì cái tỷ lệ nó bị bẻ vỡ cũng diễn ra không nhiều. Cái điểm cao cấp thứ hai trên chiếc máy này mà chúng ta có thể tìm thấy đó chính đến từ cụm camera. Là một sản phẩm giá rẻ hơn 4 triệu nhưng chúng ta cũng sẽ có thiết kế cụm camera kép với độ phân giải cao là 13 megapixel cùng 5 megapixel. Camera này sẽ hỗ trợ chúng ta những chế độ chụp hình xóa phông và tất nhiên nó cũng sẽ có luôn cả art bokeh, giúp mang lại những cái hiệu ứng khi mà chúng ta chụp hình xóa phông xong nó rất là đẹp. Ví dụ như bạn có thể chuyển những chấm bokeh đằng sau sang cái hình ngôi sao, hình lục giác, hình trái tim hay là hình con bướm bướm rất là đẹp mắt. Và những tính năng này trước đây nó chỉ xuất hiện trên những dòng máy cao cấp như là dòng A hoặc là dòng S mà thôi, thì bây giờ trên một chiếc máy hơn 4 triệu của Samsung chúng ta đã có tính năng rất là cao cấp này. Cái điểm cao cấp thứ ba mà chúng ta có thể tìm thấy đó là đây là một chiếc máy gần như là rẻ nhất của nhà Samsung và chúng ta có đầy đủ tất cả những cái bảo mật về sinh trắc học. Ví dụ như chúng ta có cả nhận diện khuôn mặt lẫn quét vân tay. Đó, với cái nhận diện khuôn mặt trên chiếc máy này thì mình thấy nó cũng khá là nhanh. Mình sẽ chỉ cần mở lên này, nhận ra khuôn mặt của mình thì ngay lập tức nó sẽ mở ra, nhưng mà hiện tại thì đang bị vướng mất cái máy ảnh ở đây rồi, thế nên rằng là nó sẽ không thể nào mà nhận ra được khuôn mặt của mình. Như vậy thì các bạn có thể thấy rằng chỉ với những cái khuôn mặt nó khác nhau một tí hay là bị che đi một tí thôi thì nó cũng đã không bảo quá rồi, thế nên rằng trong quá trình sử dụng nó sẽ mang lại chúng ta những cái trải nghiệm bảo mật là tốt nhất. Hay là ngoài ra thì đây cũng là chiếc máy đầu tiên của Samsung được mang lên cái cảm biến vân tay ở phía bên cạnh sườn, tích hợp vào bên trong nút nguồn, thế nên trong quá trình sử dụng các bạn cũng sẽ có những cái thao tác rất là dễ dàng để có thể mở khóa bằng vân tay trên chiếc Samsung Galaxy Z6 cộng này. Cái thứ tư đó là đây là một chiếc máy giá rẻ nhưng chúng ta cũng sẽ có một cái màn hình lớn lên đến là 6 inch cùng một cái tỷ lệ mới là 18:5:9. Với một cái màn hình lớn và được tối ưu theo chiều dài thì chúng ta sẽ có những thao tác để sử dụng đa nhiệm chia đôi cửa sổ là tốt hơn. Các bạn sẽ chỉ cần bấm vào phím đa nhiệm này, sau đó các bạn sẽ lựa chọn đến những ứng dụng nào có hỗ trợ đa nhiệm chia đôi màn hình ở đây. Ví dụ như mình dùng với YouTube và cái phần cài đặt này thì chúng ta sẽ có thể là đó, vừa xem YouTube vừa làm tất cả các thứ một cách rất là dễ dàng mà không lo đến vấn đề đang làm cái này thì phải bỏ mất cái kia, hay là đang làm cái kia thì bỏ mất cái này, rất là dễ dàng đúng không? Ngoài ra trên chiếc Samsung Galaxy Z6 cộng này nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta những cái chế độ để có thể nhân đôi những ứng dụng như là Facebook hay là Messenger. Các bạn sẽ chỉ cần đi vào trong cái phần cho mình đó là tính năng nâng cao, sau đó các bạn sẽ kích hoạt cho mình cái Dual Messenger lên. Như vậy là trên chiếc máy này chúng ta đã có thể sử dụng được hai ứng dụng Zalo, hai ứng dụng Facebook và hai ứng dụng Messenger. Nói chung là tất cả những ứng dụng liên quan đến tin nhắn hay là mạng xã hội thì chúng ta đều có thể sử dụng được hai tài khoản trên sản phẩm này. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là trong phân khúc khoảng tầm hơn 4 triệu thì chúng ta đã có rất nhiều tính năng hay ho cũng như có một thiết kế rất là cao cấp trên chiếc Samsung Galaxy Z6 cộng này. Nhiều bạn sẽ vào comment nói rằng là chiếc máy này sẽ có cấu hình không quá tốt cũng như là có một màn hình không quá nét, thì mình phải chia sẻ thật là một câu, đó là chiếc máy Samsung Galaxy Z6 cộng này nó sẽ hướng tới những phân khúc người dùng cần một chiếc máy chính hãng giá rẻ nhưng phải có một camera ngon xịn sò và camera kép, cũng như là nó cũng sẽ có những tính năng hay ho mà chỉ có trên Samsung Experience mang lại mà thôi. Còn những chiếc máy khác như kiểu là Xiaomi hay gì đó thì mình cũng không muốn đề cập trong video này. Và các bạn nghĩ sao về chiếc Samsung Galaxy Z6 cộng? Xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy click đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.